Xin chào các bạn, mình là Nưa Cường Phạm và hôm nay chúng ta sẽ có một clip rất thú vị tìm hiểu về Gundam. Mô hình Gundam với hàng ngàn kiểu dáng khác nhau, Neo đã có clip giới thiệu về những mẫu Gunpla phổ biến nhất. Bạn có biết, có những mẫu Gundam khi đặt cạnh nhau lại không thể cách rời, luôn song hành bên nhau, trở thành biểu tượng của cả series. Đó là những cặp đôi huyền thoại trong thế giới Gundam. Nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Let's go! Cặp thứ nhất, cụ tổ RX-782 và Zaku 2. RX-782 Gundam là một robot mecha giả tưởng xuất hiện lần đầu trước mắt khán giả vào năm 1979 trong loạt hoạt hình anime Mobile Suit Gundam. Trong phim RX-782, Gundam là robot trung tâm, vũ khí của nhân vật chính Amuro Ray điều khiển. Bộ phim này đã mở ra thương hiệu Gundam nổi tiếng toàn cầu về sau. Chính vì vậy, RX-782 Gundam còn được các fan Việt Nam đặt cái tên biệt danh là Cụ Tổ, hàm ý cho thế hệ Gundam đầu tiên. Còn MS-06S Cha Zaku 2, phiên bản Zaku 2 đặc biệt do Cha điều khiển, đây là đối thủ chuyên kiếp của Gundam và Amuro Ray với sắc đỏ đặc trưng. Cha Zaku 2 là một biểu tượng lớn tạo đối trọng cho Gundam Cụ Tổ. Nó cũng thường xuất hiện sóng đôi trên các sự kiện quảng bá với Gundam như một phần không thể thiếu. Ok, cặp đôi đầu tiên mà Neo muốn giới thiệu đó chính là cụ tổ RX-782 và mẫu Zaku 2 do Cha lái. Vì lịch sử lâu đời của nó nên là đã có rất là nhiều những cái phiên bản khác nhau của hai cái mẫu này, từ SD này, HG, MG, PG đều có đầy đủ cả. Nhưng mà ở đây thì Neo chọn hai mẫu ở phiên bản High Grand, tỷ lệ 1:144 ở trong series The Origin hay viết tắt là GTO đấy. Thì cái mẫu mô hình này đầu tiên là nó sở hữu kiểu dáng thiết kế nguyên thủy của cụ tổ, thì nó vẫn giữ được những cái gì ngay từ thuở ban đầu nhất, thế nhưng mà nó lại được phát triển lên để cho nó có nhiều những chi tiết hầm hố hơn và nhìn trông hợp thời đại hơn, đặc biệt là những chi tiết được phân tách các mảng miếng các thứ ra nhé, nhìn trông nó cầu kỳ chi tiết hơn rất nhiều so với cái phiên bản cơ bản của nó thì trông rất là sơ sài và đơn giản, đúng không? Thì cái mẫu này mình thấy là nó khiến cho kể cả những người mới như chúng ta nhưng thấy cái bản này cũng cảm giác rất máy móc và hiện đại. Còn với cái con Zaku này thì cái phiên bản đầu tiên của nó thì nhìn trông khá cục mịch, đúng không? Và liên tưởng đến kiểu thời phát xít ấy, thì cái mẫu này nó vẫn kế thừa được những cái kiểu phong cách như thế. Và theo thời gian thì người ta lại thấy khoái cái kiểu phong cách này, vì nhìn trông cảm giác to bè nhưng mà lại rất là cứng cáp và thực chiến ấy. Và nhìn cảm tưởng như là nó mạnh mẽ khỏe khoắn, trông rất là ngầu luôn. Còn cái phiên bản này thì nó lại còn được tăng thêm rất là nhiều những chi tiết, kiểu như được kẻ like các thứ này, kẻ like rất là nhiều luôn, và được cả đề can giá nữa, khiến cho cái con này tuy là phiên bản High Grand HG nhưng mà cái độ chi tiết của nó cảm tưởng như là một mẫu Rear Grand vậy. Và đặc biệt cái mẫu này anh em có thể thấy phần phụ kiện của nó nhé, cực kỳ đa dạng luôn. Riêng cái phần súng này của nó đã có một cái súng mà được nối liền với một cái băng đạn ở đây. Sau đó thì nó lại còn được tặng thêm cả một khẩu súng dài này, rồi phần đạn, rồi kể cả rìu có hai cái. Mình nhớ là hình như súng này nó có hai cái sao ấy. Đấy, rất là đa dạng luôn. Đấy, như con cụ tổ này thì cũng có súng ở trên vai nhé, khẩu bazooka nhé. Khẩu súng máy có hai cây nên mình dắt một cái sau lưng, một cái cầm tay như thế này này, rồi kiếm các thứ đều đầy đủ cả. Hai cái mẫu này khá là bám sát nguyên tắc, tạo thành cặp đôi ấy, rất là hoàn chỉnh, làm nên thương hiệu của cái series Gundam thời bấy giờ. Và đặc biệt là có cái hình ảnh mà làm nên thương hiệu đó chính là cái Char Kick này, là một cú đá của Zaku 2 dành cho cụ tổ RX-782, khiến cho các anh em rất là ấn tượng và lưu giữ cái hình ảnh đấy rất là nhiều. Cặp thứ hai, Unicorn Gundam và Shinanzu. Tiếp tục là hai đối thủ không độ trời chung. RX-0 Unicorn Gundam là mẫu Mobile Suit nguyên mẫu của series Mobile Suit Gundam Unicorn, được phát triển bởi Anaheim Electronics cho Liên bang Trái Đất. Nó che giấu một bí mật có thể làm rung chuyển tương lai của toàn nhân loại vì nó là chìa khóa để mở ra La Place Box. Nó được Kanagi Lynx điều khiển sau khi người đứng đầu tổ chức Vít và cha của anh ta, Cardio Vít, giao nó cho anh ta vào khởi đầu của chiến tranh Neo Zealand lần thứ 3 ở UC
0096. Còn Shinanzu được điều khiển bởi Full Frontal, là nhân vật phản diện chính của Mobile Suit Gundam Unicorn. Anh ta là thủ lĩnh bí mật của lực lượng còn sót lại Neo Zeon. Hắn còn được mô tả là sự trở lại thứ hai của cha. Cặp đôi thứ hai mà Neo may mắn cũng sở hữu được đó chính là Gundam Unicorn và Shinanzu. Hai cái mẫu mô hình này nó là phiên bản Master Grand tỷ lệ 1:100 nhé. Với tỷ lệ 1:100 thì cái độ chi tiết của nó rất là nhiều, cũng như là cái độ hoàn thiện của nó cũng khá là tốt. Đây sẽ là cái con Unicorn này, phiên bản của mình là Verka đấy, mua cũng khá lâu rồi. Cái con mô hình này thì nó có khá nhiều vấn đề về xương khớp nhé. Mình hầu hết là chỉ có xếp cho nó đứng ở một dạng chuyển dạng Destroy Mode, sau đó thì là để cho nó đứng thẳng tưng một chỗ thôi. Đấy cũng là cái kiểu dáng còn đẹp nhất của nó, chỉ đứng một chỗ đã đủ đẹp trai rồi. Thế nhưng mà hôm nay cầm xếp và bẻ lại, bẻ cái phần háng này thì cảm giác cái chỗ háng khá là cứng rồi. Và lỡ mà mình có bẻ cái khớp háng của nó mạnh quá, không hiểu là có bị tèo không, có khi đợt nào mình phải tháo cái phần khớp háng của nó ra để xử lý lại. Con bên này là con Shinanzu. Shinanzu này thì đã được Neo sơn lại hoàn toàn màu metallic rồi nhá. Đầu tiên cái cơ bản của nó sẽ là cái nhựa màu đỏ ấy, nhưng mà mình đã sơn cho nó toàn bộ phần đỏ là màu đỏ metallic này, cũng như là những cái phần kiểu như là ở phần ngực này của nó cũng sẽ phải được sơn phân tách màu để cho nó tách được cái màu vàng và màu đen ra. Đấy thì nó mới có những cái chi tiết như thế này. Thì con Shinanzu là cái mẫu mô hình, một trong những mẫu mô hình mà Neo ưng ý nhất và thích một cách đặc biệt luôn đấy. Đó là lý do tại sao mà cái avatar của mình ấy, nó lại là mẫu Shinanzu này. Vì con Shinanzu này ấy, nó tuy là mẫu phản diện nhưng mà Neo lại cảm giác nó toát lên một sự mạnh mẽ, khỏe khoắn mà nhìn trông lại cực kỳ vương giả nhé. Neo rất là thích cái kiểu như thế, tức là không chỉ là mạnh độc ác một cách thuần túy mà nó lại phải mạnh mẽ một cách sang chảnh luôn ấy. Đấy, đó là kiểu như vậy. Thì con này thì mình đã được sơn lại cho nó một cách rất ưng ý luôn. Và phiên bản MG của nó thì cái độ chi tiết của nó cũng khá là cao như thế này. Mặc dù con Unicorn này nó có khá là nhiều vấn đề về xương khớp các thứ, thế nhưng mà không thể nào mà phủ nhận cái thiết kế, phong cách thiết kế của nó vẫn mang tính gọi là vượt thời gian luôn ấy. Cái mẫu mô hình này có cái thiết kế của nó tận hơn 10 năm rồi, nhưng mà hiện tại mình vẫn thấy đây là một trong những mẫu thiết kế sáng tạo nhất của Bandai, khi mà nó có cơ chế gọi là trượt tách giáp và để lộ những cái gọi là cycle frame bung tỏa ra những cái phần màu đỏ clear bên trong ấy, khiến cho nó có một ấn tượng cực kỳ mạnh cũng như là thiết kế cực kỳ là thú vị ở trong đó. Thì hai cái mẫu mô hình đây nó cũng tạo thành một cặp đôi rất là hoàn chỉnh ở trong cái series của nó luôn. Nó cũng có một hình ảnh mang tính biểu tượng, đó chính là cú đá kick cũng tương tự như là cái cha kick ấy, nhưng mà là của Shinanzu dành cho Unicorn. Hai cái mẫu mô hình này, một bên thì là trắng sáng thuần khiết, một bên thì là màu đen tối mạnh mẽ nhưng mà vẫn đủ dữ dằn. Cặp thứ 3, Strike Freedom Gundam và Destiny Gundam, chúng đều nằm trong series Gundam Seed. Neo ít xem anime này nên không rõ mối quan hệ phức tạp của các pilot trong phim, nhưng mình thấy hai mô hình này xứng đáng đại diện cho dòng Seed này. Đặt hai mô hình này cạnh nhau, ta sẽ thấy đây là một cặp đôi hoàn hảo. Bộ cánh của chúng cực kỳ rực rỡ và hoành tráng, làm nổi bật cho cả bộ sưu tập mô hình. Strike Freedom Gundam là sản phẩm kế thừa của ZGMF X10A Freedom Gundam. Đây là con át chủ bài cuối cùng được phát triển nhằm phá vỡ tình hình xung đột giữa JAF và Liên minh Trái đất. Do được lắp đặt động cơ mới nên khả năng chiến đấu của nó cao hơn gấp nhiều lần so với Freedom Gundam nguyên bản. Các khớp của nó có màu vàng gold và nó được điều khiển bởi Kira Yamato. Destiny Gundam là mobile suit mới nhất được JAF phát triển nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Liên minh Trái đất. Là một mobile suit tấn công hiệu suất cao thử nghiệm được tạo ra để kế thừa ZGMF X56S Impulse, với hy vọng xây dựng một tương lai mới cho các điều phối viên. Durando trao Destiny Gundam cho Asuka. Một cặp đôi nữa đó chính là Strike Freedom Gundam và Destiny Gundam. Đây là một số mẫu mà Neo có trong bộ sưu tập của mình. Tiếc là mình không có đầy đủ tất cả các mẫu để cho các anh em có thể xem. Đây là những mẫu mà mình có. Thì với cái con Strike Freedom thì nó cũng có cái lịch sử khá là lâu rồi. Và trước thì nó có một cái con này là cái phiên bản đợt khá là xưa.
Đấy, thì nó sẽ thiết kế trông nó đơn giản hơn, nhưng mà mình lại có cảm giác như là đây là một cái thiết kế nó khá là vừa vặn, không quá cầu kỳ, không quá hầm hố, nhưng mà nó lại vẫn có cái sự thanh thoát và lâu bền theo thời gian, nhìn vẫn đẹp nha. Và nó có sự phát triển lên đợt mới đây thì nó có phát triển lên con MGEX Stride Freedom, thì con này thực sự là một cuộc cách mạng lớn. Thì con này nó có tất cả những cái sự đột phá, kể cả trong công nghệ cũng như là cái phần thiết kế. Về thiết kế phần khung xương nhá, thì đúng là bộ khung xương vàng óng ánh chói lóa luôn, và phần thiết kế bên ngoài cũng thêm phần hầm hố rất nhiều, mặc dù là vẫn giữ được những cái tinh thần cơ bản đầu tiên của cái mẫu mô hình này. Đây là một cái con mô hình mà nó có một sự phát triển rất là tuyệt vời luôn. Còn với Destiny Gundam thì hiện tại Neo chỉ có một mẫu RG Real Grand 1/144. Trong số những cái phiên bản của Destiny thì Neo thấy cái phiên bản RG này nó lại có cái thiết kế nó đẹp nhất luôn. Tức là nó không bị quá đơn giản như cái con MG đã ra đời rất là lâu rồi mà chưa có phiên bản mới. Còn đâu là cái những cái con mà dạng như Metal Build ấy thì nó cũng có rất nhiều, kể cả Tham Bootleg cũng có, nhưng mà nó lại kiểu nó bị hầm hố một cái quá đáng ấy. Nên là Neo lại cảm giác không ưng cái kiểu phong cách đấy lắm, mà mình thích cái kiểu thiết kế của dạng RG này này. Đấy, nên là hiện tại thì Neo vẫn chờ cái con Destiny này có một cái phiên bản hài hòa hơn mà nó tương tự như là cái con MGX này này, để có thể bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Còn nếu mà các anh em ấy mà có đủ cả hai con mà theo cùng một dòng ấy, sau đó thì lại còn lắp thêm cái effect cánh cho cái con này nó bung tỏa ra để hai con cạnh nhau trong cái bộ sưu tập, để trong phòng mình cực kỳ nổi bật luôn. Tất cả những cái người khách nào mà vào thăm phòng của chúng ta cũng sẽ chắc chắn ấn tượng ngay bởi cặp đôi này, nó quá là nổi bật ở trong căn phòng với cả cái bộ hiệu ứng đấy, và tất nhiên là nó cũng choáng diện tích phòng rất là nhiều nha. Cặp thứ tư, Nu Gundam và Sazabi, lại một cặp đôi đối đầu khác. RX-93 Nu Gundam là một mobile suit được giới thiệu trong bộ phim hoạt hình Mobile Suit Gundam Cha Counter Attack. Nó được thiết kế và điều khiển bởi Amuro Ray sau khi Cha Aznaber trở lại với tư cách là thủ lĩnh phe Neo Zeon của riêng mình trong UC-0093. Anh ta đã ra lệnh cho các kỹ sư của mình tạo ra một Mobile Suit mới phù hợp với kỹ năng phi công và sức mạnh New Type của anh ta. Kết quả là MSN-04 Sazabi sau này được chế tạo bởi nhà thầu Anaheim Electronics có trụ sở tại Luna. Với chiều cao tổng thể 25,6m, Sazabi lớn hơn nhiều so với hầu hết các mobile suit tiêu chuẩn, nhưng nhờ sử dụng vật liệu áo giáp nhẹ và số lượng lớn động cơ đẩy nên nó nhanh hơn và cơ động hơn nhiều so với các bộ đồ khác. Cặp đôi khác ở trong bộ sưu tập của Neo nhé, đây sẽ là Nu Gundam phiên bản Real Grand 1/144. Đây là Sazabi, con tôm hùm, và mẫu này cũng được Neo sơn lại màu đỏ metallic, mặc dù là màu đỏ nó hơi bị tối, hơi bị chìm, nhưng mà nói chung là cái hồi đấy kinh nghiệm chưa nhiều nhưng mà độ máu me thì cao lắm, thế nên là quyết tâm để sơn cho bằng được cái mô hình này. Bây giờ nó có cái tông màu như này, cũng trải qua vài năm rồi thì cái tình trạng của nó hiện tại vẫn như thế này, thì mình cũng thấy ok, không có vấn đề gì quá nhiều cả. Đấy, thì hai con mô hình này nó cũng là một cặp đôi khá là thú vị ở trong series Gundam. Và cái phiên bản Real Grand 1/144 này này là cũng là hai cái phiên bản tính ra là xuất sắc nhất của cả dòng đấy luôn, khi là nó đạt độ hoàn thiện tuyệt vời từ cái thiết kế đến cái kiểu dáng và cái độ chi tiết của nó, và kể cả biên độ cử động đều rất là hoàn hảo ở trong cái dòng đấy cả. Và mình đã không hề thất vọng chút nào cả, từ cái quá trình lắp ráp cho đến khi hoàn thiện, và quá trình chơi vọc bẻ của bọn hai Grand này rất là tuyệt vời. Hai con này gọi là cỡ bự nhất, cũng thuộc hàng cỡ bự ở trong cái dòng đó, tức là nó chỉ là 1/144 nhưng mà kích thước khá to và mình thấy rất là vừa tay vừa vặn cho cái này. Cái em Nu Gundam này có một yếu điểm nhỏ là cái bộ pin funnel của nó đằng sau rất bự, khiến nên nó bị nghiêng sang một bên, nhưng mà đây là cái kiểu của nó rồi nên là cũng chấp nhận một chút. Còn với em Sazabi này thì là một con tôm hùm to khổng lồ luôn. Nó có rất là nhiều chi tiết, có một kiểu dáng nó cũng khá là hay ho. Tuy là đồ sộ nhìn trông có vẻ cồng kềnh như thế này, nhưng mà những cái phần biên độ cử động gập bẻ của nó lại rất là tốt, cũng có thể là tạo được rất là nhiều tư thế hay ho. Và nó còn có nhiều cơ chế kiểu như là tách giáp ra ấy, cũng rất là thú vị. Một trong những mẫu rất là đáng chơi nha anh em.
còn rất nhiều cặp đôi thú vị khác như Hainu Gundam và Nightigo, Barbatos và Vida, Burning Gundam và Daniel Gundam, Wing Gundam và Epion Gundam. Nhưng mình thấy cặp đôi này xứng đáng có mặt trong danh sách, đó chính là cặp thứ 5, Penelope Gundam và C Gundam. RX-104FF Penelope là một mobile suit xuất hiện trong bộ phim Mobile Suit Gundam Hathaway. Nó được điều khiển bởi Lan Arm của đơn vị Cycle của lực lượng liên bang trái đất. RX-105C Gundam cũng là một mobile suit xuất hiện trong bộ phim Mobile Suit Gundam Hathaway, được mua bởi phong trào liên đoàn chống trái đất MAPPY cho cuộc tấn công vào hội nghị Adelant. Nó được điều khiển bởi MAPPY Navu Erin. Tiếc là trong bộ sưu tập của Neo chưa có hai mẫu mô hình này. Hiện chúng đã được phát hành phiên bản HG1/144 và đặc biệt có một bộ gồm đầy đủ cả hai mô hình này, được tặng thêm bộ hiệu ứng cực kỳ bắt mắt. Nhìn hình ảnh này, chúng ta có thể thấy chúng hợp với nhau như thế nào, tạo thành một tổng thể cực kỳ ấn tượng khi đứng cạnh nhau. Đó là 5 cặp đôi theo mình là ấn tượng và đáng nhớ nhất trong các series Gundam. Chúng song hành và trở thành biểu tượng không thể tách rời của phần phim. Và khi sưu tầm, chúng ta cũng thích sưu tầm cho đủ cặp như vậy. Còn các bạn thì sao? Các bạn có đồng ý với danh sách ngày hôm nay không? Còn cặp đôi nào khác ấn tượng với các bạn không? Hãy cho Neo được biết trong phần bình luận nhé. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy like, subscribe để không bỏ lỡ những video trong tương lai của Neo Cường Phạm nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!